Sapa sáng nay có mưa vừa, mưa to, đến chiều mưa giảm, trời mát 21 độ. Mưa dông cũng giải tỏa không khí nóng bức ngột ngạt tại thủ đô Hà Nội. Hôm nay trời dịu mát 31 độ. Thành phố Hải Phòng sáng nay vẫn còn mưa, đến chiều chủ yếu nhiều mây, trời mát cả ngày 30 độ. Vinh hôm nay cũng sẽ giảm nóng, nhiệt độ cao nhất chỉ còn là 33 độ, chiều tối có mưa dông. Đà Nẵng không mưa, vẫn nóng cả ngày, nhiệt độ cao nhất là 37 độ. Nắng nóng cũng xuất hiện tại thành phố Phan Thiết ngày hôm nay, nhiệt độ cao nhất là 36 độ. Đà Lạt ngày hôm nay dự báo không mưa, trời nắng đẹp với mức nhiệt buổi trưa là 27 độ. Thành phố Hồ Chí Minh trưa chiều trời nóng bức 34 độ, chiều tối có mưa dông rải rác, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Cần Thơ chiều tối nay cũng có mưa dông rải rác, có nơi mưa vừa, trong cơn dông đề phòng sấm sét và gió giật mạnh. Cà Mau trời nắng vừa phải, đến chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, kèm theo nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh.